hồi xa, hồi trưa, hồi chiều, hồi sáng gì đó. Có phải đòn Phú Yên, bởi vì những đức nhắc cả tháng trước rồi. Những vị trưởng đòn nhắc mà mấy bà dưới quê ưa ngộ. Là ưa có vàng rồi đeo, như nhí nhảnh. Bởi vì nó lấy là phải. Chùa mà, Phật nào mà nhìn chỗ đó chứ cho nó mệt. Không lẽ đeo cho mấy ông thầy nhìn. Có một cái cô kia phải hổm đi đến chùa bận đồ cho nó đẹp mà nó khiêu gợ. Vô gặp những đức nói, ủa vô chùa bằng đồ đẹp quá vậy. Vừa gặp nghe thầy nói chào thầy xuống nói chuyện mặt cỡ vậy. Đó, nói thẳng mà nó vô chùa bằng đồ đẹp quá vậy. Trời đi tu mà gặp cô bằng đồ thấy mê ghê luôn. Đồ cho thầy để thầy biết là nói mấy câu là biết không phải dân tu hành gì rồi đúng không? Tôi không tu hành gì chứ. Nói thiệt vài câu thôi, cô ơi mai mốt mà mình bằng đồ đẹp thì đúng nó đúng chỗ. Chứ đi đến đây rồi thôi phát nên mình bộ đồ cho nó ấm ấm một chút. Thấy không? Trong chùa chiền hướng linh nhiều lắm, có bản lạnh quá. Nói mấy câu tự suy nghĩ đi. Ở đây mình Phật mà ngài đâu có quan trọng cái việc này. Nên cô vô mai mốt mình đi chùa mình cũng bận bộ đồ cho nó được đường chút. Chứ trong chùa mà áo lam ta giải bao la, cô cần thì đưa cho cô vài bộ bận. Chứ sao mà cô bận gì mà thiếu giải với bộ xanh trong cái quốc độ nào mà nghèo quá vậy. Chị? Nghe chú học phái nghe thấy vui vui á. Nói từ từ cái lái vô, học pháo từ từ lái vô. Vậy đó mà ban đầu là phải đánh vài gậy cho nó coi mà giống như sốc sốc một chút á. Tại mấy người đó thích sốc. Thích sốc nên mình phải sốc mấy câu vậy đó rồi xong mình mới nói học pháp. Chứ gặp mấy người đó mà mới vô mà mình giống như nói kiểu như mà khách sáo quá đó, không có được. Mấy người đó khách sáo không chịu nghe. Lạ vậy đó, mới vô phải sốc mấy câu. Sốc rồi mới chỉ từ từ. Vậy mà được, thấy không? Mình đi đến chùa, mặc đồ cho nó đàng hoàng. Một bộ đồ lam, cái áo chàng rồi cho nó đàng hoàng. Nó rồi á, vàng đồ người ta mà đeo bông, người ta đến chùa người ta còn tháo bông ra mà. Thôi thì quý vị cứ đeo đi, lâu lâu đến chùa không nó tháo bông. Có một chút ảnh thì không sao. Nhưng mà ví dụ như có nhiều người, người ta quý vị đã từng tu mà thập bát quan trai này kia rồi đó, vì đi đến đó vị tu là người ta đều vàng bạc này kia bị tháo hết trơn đúng không, rồi xong dầu thơm rồi không được sức này kia đúng không, nó trở lại con người bình thường nhất để mà mình tu trong cái khóa tu đó vậy đó. Nên người ta đi đến chùa mà đâu bông người ta còn tháo ra mà, người ta không có đeo trang sức quý giá. Ý là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tứ đại giai không, mình đã tu Phật thì mình có tâm cung kính đệ tử Phật thì cũng có được một chút gì đó không không. Thấy không? Chứ bây giờ mà mình để tử Phật mà mình ngon hơn Phật thì mình lỗi đạo làm để học trò đối với thầy. Nên từ nó đó mà làm nó có hình thức một chút, có hiểu không? Nên từ nó đi đến chùa như đã nhắc rồi, vàng tiền đồ thì có thì bỏ vô thùng tam bảo đại đi cho nó sống. Đeo nhí nhảnh gì cho ta nhìn mà còn mệt tim. Hồi sáng cái bà đeo cộng với chuyện 6 chỉ giật cái bắt lấy cộng với chuyện khóc hu hu. Đoàn Phú Yên dứt cộng dây chuyền, cái bà kia đeo thêm cộng 5 chỉ, dứt một cái, bà chụp lại được, đứt cần cổ. Ghê chưa? Nói chuyện giỡn chơi hả trời? Người ta đang khổ quá, bị đeo dây chuyền xong đưa cho người ta xài đi. Cái gì người ta giật là phải rồi, thấy không? Chơi nguy hiểm chưa? Trước một tháng người ta đã báo tin cho biết. Cái chỗ đông người, thì quý vị biết chỗ nơi nào có Phật là nơi đó có ma. Đúng không? Đức Thích Ca Mâu Ni thành Phật mà trong tăng đoàn thờ Đức Phật mà còn có lục quần tỳ kheo. Vì coi phải là Đề Bà Đạt Đa đi theo Đức Phật vậy không? Mà Đề Bà Đạt Đa đi theo quậy Đức Phật đâu phải chỉ có mới cái đời này đâu. Mà là nhiều đời, nhiều kiếp Đề Bà Đạt Đa đi quậy Phật hoài luôn. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói lành thai cho Đề Bà Đạt Đa. Nhờ ngươi mà ta thành Phật. Thấy chưa? Quậy te tua luôn mà. Từ lúc Thái tử ở Hoàng Cung cũng tranh đấu với Đức Phật là Thái tử Tất Đạt Đa đúng không? Cái Đề Bà Đạt Đa có theo hoài. Rồi bắt đầu là Đức Phật đi làm Phật thì Đề Bà Đạt Đa cũng đi theo. Nên quý vị thấy ông nhìn thì cũng biết ra. Cái con quan gia đi theo mình đi tu nó đi tu à. Hiểu không? Nếu như mình đi vô quán bar vũ trường khiêu vũ thì nó đi khiêu vũ theo. Quý vị biết rằng đi vô khiêu vũ cũng có ma khiêu vũ trong á. Cho vị biết á. Trời ơi! Đi học Phật trong chùa thì có ma đi vô chùa tu. Quý vị đi khiêu vũ thì có ma khiêu vũ. Đi quýnh bài thì có ma quýnh bài. Nên quý vị vừa nghĩ đi quýnh bài là có ma quýnh bài. Vì sao nói quýnh bài đi quýnh bài đi bạn. Đi quýnh bài đi bạn. Nó đốc mà đi quýnh bài.
Còn khi mà con ma dâm dục, mình vừa khởi dâm dục thì nó kêu dâm dục đi, dâm dục đi, đặng nó đi cùng ké, nó có cái đối tượng hết trơn. Còn mình đi tu thì có ma đi tu kêu đi tu đi, đi tu đi, đi tu ngon hơn, thấy không? Nên cái tâm mới bị nghĩ sao đó, nó rõ ràng như vậy đó. Nên từ nay đó quý vị coi ha, Thái tử Tát Đạt Đa ở hoàng cung thì Đề Bà Đạt Đa phá, Đức Phật đi xuất gia thì Đề Bà Đạt Đa theo tranh cạnh, nó rõ ràng chưa? Nghiệp quan gia đi theo vậy đó. Nên quý vị mà đi vô đây tu nghe, tất cả nghiệp duyên đi theo vô đây tu hết trơn. Ai phá thai vô đây cũng tu luôn. Hồi nãy gì Đức nói chuyện quý vị vui gì chứ, hương linh thai nhi cũng vui á, nó vỗ tay ôm sâm kia chuyện vẫn chơi hả trời. À, tại vì bị vui người ta vui chứ. Nên lúc nào bị buông là người ta sẽ nặng nề liền. Cái cảm giác của mình với người ta là một nguyên lý. Nên gọi là tình dữ vô tình, đồng viên chủng chí, một tiêu là một hết chưa, hiểu không? Nên quý vị học Phật phải càng được vui càng có nụ cười. Nên cái bài học tập người ta này không, mỗi ngày thường cười sẽ thấy ngày mai là tốt đẹp. Cười lên. Chịu cười đưa thôi. Thấy không? Nên cười đi. Những đức nói quý vị biết xấu với những đức mà còn cười nhiều còn có duyên nữa. Không chịu quý vị đẹp mà không chịu cười. Thấy không? Bây giờ thí dụ như bồ bỏ mình, cười, cười nó quay lại nghe, tức quá mà. Bỏ nó mà nó vẫn cười. Thằng này không phải đơn giản. Thấy không? Còn mình mà khóc, khóc là nó đi luôn hết trơn. Nên mấy bà mà bị chồng bỏ đó, chồng bỏ chồng chê á, mấy bà vô đây học Phật đi. Những đức đó mấy bà mà học Phật cũng không muốn chồng mê đâu, nhưng mà mấy bà học Phật đi là nó nhìn mấy bà lại liền, tại nó thấy mình học Phật mình vui. Bây giờ cái tâm lý mình mà bỏ ai, mình chán ai mà người ta cứ mỗi ngày sống nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì cái đối phương mà bị cái đối phương mà nó bỏ mình, nó nói nè, người này công nhận, trời trời, nó không có một chút gì cảm động gì khi mình bỏ nó hết. Vậy thì làm sao? Mình phải tiến tới mình hỏi thăm nó mới được, thấy chưa? À, nó tiến tới nó hỏi thăm mình lại. Nhưng mà nếu mà nó bỏ mình rồi mình rầy rà theo nó đó nghe, thường là nó kiêu ngạo liền. Mình rầy rà theo nó, mình năn nỉ nó, nói thật sự thì cũng còn thương, nhưng mà theo hoài mình cũng làm giá luôn, phải không? Lạ vậy đó nghe, mấy thanh niên này nhớ nghe. Thanh niên nhớ nghe. Bồ mà đá rồi nghe, mình phải sống cho nó đặc biệt nghe, thì nó tìm mình, nó hỏi. Nó hỏi mình nghe, nó hỏi mà nó tôn trọng lắm. Còn mình mà đeo đẳng thì nó, em ơi tại sao em nỡ lòng bỏ anh? Anh thật lòng với em mà, trong cái cõi đời này anh là người thương em nhiều nhất, không có ai thương em bằng anh thương em đâu. Em mà bỏ anh khổ dữ lắm, nhưng mà không có thằng nào thương em bằng anh thương em đâu. Nó thiệt đó, nó nói, à biết rồi, vì không có thằng nào thương em như anh thương em, nên thương quá em chán, nên bỏ thôi. Lý do là vậy thôi, thương quá chán, thương quá cái gì anh cũng chiều quá, anh chiều quá đáng, anh chiều đến mức mà em ngán, cuối cùng em đá anh luôn. Người ta ăn uống cũng có những món ăn cay, món ăn đắng, món ăn ngọt, còn anh cứ dùng món ngọt hoài, cho ăn với mà muốn tiểu đường luôn mà. Chán anh là đúng rồi, đúng không? Hiểu không? Đó, nên nó bị thương chồng cũng vậy. Thương chồng cũng phải cách khéo léo mà chồng mê, chứ đừng có mà quá chiều chuộng quá nó làm nư. Nó cứ nằm đó, nó bắt mình đi lo cho nó, không được đâu. Phải bắt nó đứng lên để nó hoạt động chứ, hiểu không? Chứ đừng có thương quá đáng. Nên những đức nói đừng có cho ăn ngọt hoài, ăn hoài nó cũng ngán. Nên từ nơi đó không có được ăn ngọt hoài đâu. Nên nam nữ ở đây phải có kinh nghiệm trong cái cuộc đời này nghe, trong tình trường. Hiểu không? Nó phải có tư tưởng. Nên con người mà khi người ta gần mình mà người ta cảm giác là mình nói chuyện vui á, mình nói chuyện mà nó sống động á, thì cái cảm giác đa mà chán mình không? Không có ai mà chán một cái người mà nói chuyện mà sống động hết trơn á, nói chuyện mà vượt qua thời gian không gian á, nói chuyện mà tuyệt vời vô cùng, gần là kể nhiều chuyện cho nghe rồi. Trời ơi, nó đi kiếm mình cho mình kể chuyện luôn chứ đừng có nói. Cái này là tôi thấy rõ ràng luôn á. Ngày xưa tôi nói chuyện có khéo cỡ nào nhưng lạ thay không có người mê nhiều. Nhưng mà từ khi đi tu tới bây giờ lạ thay có nhiều người mê nghe. Rõ ràng luôn đó, thấy chưa? Đó, nên mình phải làm sao vượt lên chính mình kia. Đó, vậy thì cuộc đời mình sống quá thiệt rồi. Không có bị buộc ràng thì người ta gặp mình người ta thích lắm. Ha.
Nên mong tất cả những người học Phật này phải có nụ cười. Còn bây giờ mắt vàng mắt tiền rồi, bây giờ cũng phải cười chứ sao. Nên hồi trưa những đứa gặp, những đứa nói cố gắng đi. Cái chuyến đi từ Phú Yên vô đây, hôm qua tu được bữa rồi mà bữa nay bị giật dây chuyền. Nó giật dây chuyền gì chứ nó tránh được cái quả tai lớn lắm. Dây chuyền còn có thể kiếm được, nhưng mắt bạn sao kiếm. Nhờ vô đây lại Quan Âm nên mắt dây chuyền đó. Mình gặp ai mình nói gì đầy chứ sao bây giờ. Chứ không mình nói gì thấy nhẹ mà mình nói xong họ nhẹ thiệt. Mình nói thật sự á, cô nghe người xưa nói à? Nói gì thầy? Cổ đi thay người. Không, cổ nó đi thay người. Nên con người mình tu nó có sự chuyển nghiệp. Thí dụ như bây giờ đúng là mình gặp một sự cố gì kiếp nạn, nhưng dần mắt vàng. Mắt vàng gọi là khỏi gặp kiếp nạn. Hiểu không? Khỏi gặp kiếp nạn. Nên từ nơi đó bây giờ vàng mắt vui chả đi. Những đức nói đừng có buồn nghe chưa. Cả cái đoạn buồn mà không tu nó còn mắc ác đạn nữa nè. Nó mắc dữ lắm. Nên bây giờ phải cố gắng tu nghe chưa. Nói trời ơi gặp, không gặp thầy chắc trưa nay nghỉ tu luôn. Buồn quá, không muốn tu hành gì nữa chứ. Mất không duy trì. Cả đọt ngồi sụ sụ. Buồn hiu kìa. Nó ở buồn, buồn nó đâu có đem trả đâu. Buồn nó đâu có đem trả lời cho cô đâu. Buồn cả đám này mất công nó còn không có phước nữa. Tu lên tu đi. Chưa lên nghe nói chuyện đi. Là nó vui lại à nghe không. Rồi chiều qua bên kia lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đi. Rồi ngày mai tu xong hết trơn nghe. Ngày mốt thằng ăn trộm đem dây chuyền lại trả cho. Bà nói thiệt không thầy, thiệt không? Trời, cô không biết. Lúc trước có cái cô kia ở Mỹ Tho lên đây tu, bị giật cọng dây chuyền. Buồn quá gặp những đức kêu lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đi. Lễ cho tha thiết kia chứ. Như vậy đó mà không biết làm sao. Cái thằng ăn trộm kia chầu nó chạy sang, không biết sao mà nó té quý vị. Nó té một phát rồi xong nó về nó nằm nó ngủ mà. Mà lỡ báo mộng cho nó biết rằng là đem lời trả công dây chuyền này liền. Không trả công dây chuyền này là chết. Kinh khủng không gì mà nó cầm dây chuyền nó đem lời nó trả đó chào. Thì ghê chưa? Thì bị nói chuyện đơn giản hả? Không phải chuyện giỡn đâu nghe. Cái này là phải nói thiệt á, nói thật á. Phải làm cho ghen. Làm đi. Lễ 1500 danh hiệu lên lễ mà lễ vậy nè. Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình đến trên mình Nhất Tâm Đại Lễ Nam Mô Nhất Tích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở dưới bắt đầu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ làm vậy 500 danh hiệu cứ làm tới cùng luôn. Xong hết trơn rồi quý vị thấy có một cái sự kỳ tích xuất hiện liền. Kỳ tích xuất hiện liền. Yên tâm. Hôm trước nhất mình phải cho người ta cái gì đó. Mình phải cho người ta cái gì để người ta tu. Nếu không người ta sẽ bỏ tu luôn, là mắc cả chì lắng chạy. Hiểu không? Mắc cả chì lắng chạy luôn. Nhưng chắc chắn có kỳ tích xuất hiện 100%. Đối với cái người chưa tu Bồ Tát Quán Thế Âm từ bi lắm, quý vị mà tha thiết là có lạ. Kỳ tích xuất hiện liền. Đó, nói không? Còn cái người mà hiểu rồi, ô tiền hả? Tinh xả công dây chuyền đó. Tinh xả công dây chuyền đó. Mới vừa bay vừa giật phạt. Đứng lại. Cái gì không? Giật công dây chuyền á. Để tháo ra đưa cho giật chi đau người cổ. Hiểu không? Nghe thầy Đức giảng hiểu rồi. Bay vô giật công chuyện phan. Tôi giật dây chuyền. Tôi nói phan. Tính cho nó dễ. Mệt quá. Nè. Là ông gì mà giật dưới đau cổ ta thấy mồ luôn à. Trời ơi chắc là thằng ăn trộm sửng số nữa. Trời ơi trời. Người gì vậy? Người Phật chứ người gì? Ờ, chào mình như vậy chứ con người chỗ nó tự tại gì đâu. Quý vị mà làm được như vậy như Đức Vua cũng di truyền cho ấy bị luôn nó thiệt luôn. Tại vì sao con người này nó quá tuyệt vời rồi. Nó quá tuyệt vời rồi còn gì nữa quý vị. Trời ơi quý vị coi nó nhào vô nó giật tội nghiệp chứ ghê luôn. Cũng canh thấy mồ luôn. Thật sự mình bây giờ đang hướng thượng đang ngồi gì nè. Tình bạn bao la nói chuyện thì vui vẻ mình đang hướng thượng. Còn bây giờ ngồi ở đâu đây, góc nào đang canh, coi nhìn có ai có đeo dây chuyền không? Cũng khổ lắm chứ. Trời ơi là trời, mình mà nhìn Phật mình thấy an lạc cỡ nào mà đi nhìn của người ta mà mở mắt nó trắng là cũng mờ mắt luôn, không có giỡn đâu.
sao không thấy ai đeo dây chuyền hết trơn trời. Nên cái đầu Phú Yên từ bi lắm, đầu Phú Yên từ bi lắm. Tại vì sao? Có hai bà đeo dây chuyền vô là quá từ bi. Nhìn mấy ngày nay không thấy ai có dây chuyền hết chứ. Chỉ đúng đoàn Phú Yên có dây chuyền. Nó đều gọi là bố thí đó, hiểu không? Xả sang tham. Chắc là trồng lúa bao nhiêu thời gian, bán từng giả lúa đó, dây chuyền này cũng bao nhiêu giọt mồ hôi đắp vô đó mà chiếu long lanh. Thằng này mà giật dây chuyền này chắc cũng thảm lắm. Tội nghiệp thì ghê. Nhưng có nhóm nha, dẫn ra mười mấy đứa nhỏ đi theo. Nó mười mấy đứa nhỏ đi theo, nghĩ rằng nít lỡ có gì thì mình cũng tha thứ, đúng không? Mà tội nghiệp ghê. Tự nhiên con em người ta làm gì, cái đào tạo cho con em người ta sau này đi ăn cắp tiền, ăn cắp của cải. Nhưng thảm thương đó quý vị ơi, nó nói sanh nghề tử nghiệp. Bây giờ còn nhỏ tự nhiên đi ăn trộm ăn cắp của người ta, dù được 10 lần thì cuối cùng cũng bị bắt à. Trời ơi, nó đánh dữ lắm. Như trong chùa mà bắt thì không có đánh, ai đánh làm chi cho nó mệt. Nhưng mà ngoài đời đánh dữ lắm. Khi mà ăn cắp của cải người ta mà bắt được đánh kinh khủng lắm. Trời ơi, nó đá nó lên gói hư. Nó quýnh mà thôi máu me mặt mày chảy tùm lum. Này trên thành phố người ta ở mười mấy năm mà, trời ơi, thường đi chơi phi, thường thấy mà nhúm đông đông mà nó lạng lên mình coi. Coi thấy bắt ăn trộm tôi đánh ghê lắm, đánh xong kêu phường đến kéo đi, để lên xe cầm cây quất, có nghĩa là tơ bờ qua lá chứ. Thôi. Cái nghề ăn trộm thôi giải tỏa đi mấy ông nội. Em bỏ nghề này giùm tôi đi. Mấy ông cạo đầu đi tu đi. Chào tu ngoài đời tôi nói thiệt mà nói một câu. Cái tên này mà nó sống xã hội mà đi lên thành phố kiếm cơm ăn mà không có trình độ gì, vì biết thì chơi với nhiều dạng người. Nó có khi mà chơi với những dạng người hèn mọn mà mình cũng lướt qua nó luôn. Mà nói mày hèn với tao nè, 6 tuổi mắc mẹ nè con, mày không hèn hơn tao hả? Cuối cùng mấy quay phải không à, có được 1 triệu bỏ trong cái túi khác 700, lấy kim tây móc lại cho nó chắc đi, nhậu xỉn không bị gớt. Còn 300 ngàn để cái bóp ghiêng. Xong nhậu xỉn xong nó hôm nay còn có 300. Thôi anh em à, nhậu xong anh em à, trả tiền tôi phụ luôn, còn 300 đưa luôn, đưa hết. Mấy thằng hàng hàng nói trời, ngày mai rồi để dành ăn sáng chứ. Thôi 200 thôi, còn 100 để dành ăn sáng, đi dọc đường hết xăng sao nữa. Dằn chờ không đợi ngày mai. Ngày mai kệ ngày mai. Chờ với mấy anh em xả láng luôn, còn 300 ngàn đưa hết luôn. Mấy kia nói công nhận thằng này ghê thiệt, chịu chờ thì ghê. Hết xăng rồi sao? Đẩy bộ về. Thôi gì đâu. Nhưng thật sự còn 700 ngàn để sau lưng. Ghê không? Chờ bao nhiêu cách tính toán luôn, đúng không? Nhưng mà tính toán với thằng này bị con kia ăn. Chạy chờ cũng không khỏi nắng nữa, rõ ràng luôn. Tuy xấu vậy chứ ngày xưa ngoài đời này, trời ơi mấy em dưới quê đồ lên đồ. Trời ơi, quen con người ta đồ này kia, mấy đứa hiền hiền khi nó quen mấy đứa hiền hiền không tốn tiền. Mà lạ thay mà nó còn lo cho nó. Vậy mà bị mấy con nhỏ lanh lanh nó môi sạch nhách. Kinh khủng không? Mày khôn cỡ nào mày cũng gặp đối thủ, thấy không? Núi này cao còn núi kia cao hơn con. Mà đây là ngoài đời mười mấy năm mà cuối cùng có làm được sự nghiệp gì đâu, không được gì cả. Vẫn là tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn nè. Thôi cuối cùng thấy cái mồi đi tu là ngon hơn. Đi tu luôn. Đi tu còn 500 ngàn lên tỉnh Thất Quan Âm, bỏ vô cái thùng Tam Bảo, rẹt. Nghĩ là vô chùa không có tiền, nghĩ là vô chùa là cho ăn cơm là làm việc thôi. Bây giờ là không nói tới tiền nữa nè. Từ hôm nay thằng này không nói tới tiền nữa. Cuối cùng lên tỉnh Thất Quan Âm, bỏ vô thùng Tam Bảo, rẹt 500 ngàn. Của cải ngoài đời bán trả nợ gì trả sạch nhách chứ. Đi xe lên đó còn 500 ngàn, bỏ vô thùng Tam Bảo luôn. Chuyến này chủ trì cho ở cũng ở, không cho ở cũng ở luôn. Vì không còn cửa nào đi nữa chứ, tiền đâu đi đâu bây giờ. còn cửa nào mà đi, không còn cửa đi, không có tiền. Thì vô tu luôn, vô xin thầy giác nhàn. Cái thầy nhàn nó ừ xuống bếp làm đi. Đúng khâu luôn, khâu làm bếp. Ồ, kêu làm cái gì cũng làm, bị la, bị gầy, bị chửi cỡ nào nói. Trời ơi,
cái mặt thằng này nó dày cũng như tấm thớt như nó. Học cái nghề nấu ăn bị chữ 3 năm, vô đây hả, vô chùa bị chữ hả, sai khiến hả. Được rồi, sai đi, ăn thua gì. Này chảy quá mà, bị chữ 3 năm dữ dằn hơn cái này còn chịu được mà. Đó ăn thua gì đúng không? Vô chùa cũng bị chửi đó, cho gì biết đó. Cũng hiếp đáp đó, chứ không phải không hiếp đáp đâu. Nhưng mà do luyện được 3 năm bị chửi, cái mặt nó dày như tấm thớt. Chửi, à, chửi, làm. Vì mà vước lên chính mình luôn, ghê thiệt chứ. Thấy không? Nó rõ ràng, không có cầu tiền, nhưng mà có tiền. À, ngày xưa chạy theo tiền mà chạy theo không kịp. Còn bây giờ ngồi một chỗ cũng có tiền nữa. Thì tôi nói với mấy anh ăn trộm nghe. Ăn trộm mà tôi kêu bằng anh là cũng ngon lắm. Nói không, tôi nói với mấy anh ăn trộm nghe, cái nghề này không có yên đâu, cái nghề này không có xong đâu, sớm muộn cũng dính à. Nhưng mà mấy anh làm cái nghề này là không phải là con đường lâu dài. Nên bây giờ mấy anh nghe lời những đức, mấy anh đổi nghề đi. Mấy anh đổi nghề, mỗi tuần chủ nhật mấy anh đến đây tu, làm công quả. Rồi tu một thời gian nó có cái nghề ngon lành liền à. Tôi nói thiệt á, tôi nè, tôi ngoài đời có cái gì đâu mà tôi đi tu mà tôi được ngày hôm nay đó. Mà sống có ý nghĩa mà ngước mặt nhìn đời được luôn. Thấy chưa? Bây giờ chỗ bao nhiêu người người ta quý mến hả? Được. Thôi quý vị coi, ngày xưa ai mà nhìn mình đâu. Nhưng Đức từng nói rằng mà chạy xe nhậu xỉn té cái ạch, cái anh chó chạy ngang nhìn mình cái nó đi. Mình nói chó sao mà nhìn tao mày đi, mày khi dễ tao vậy? Người cũng khi dễ tao mà mày cũng khi dễ tao hả chó? Nói mày gớm quá à. Chó mà nó nói mày gớm quá à. Nhìn gớm chết, tính liếm cái tay cái. Nhưng mà tay hồi rình, ghê hồn. Chó không liếm vào người luôn. Vậy mà chỉ có niệm Phật thôi mà vậy mà bao nhiêu người bây giờ. Trời ơi, bao nhiêu người nhìn tôi. Ở đâu vậy? Ở đâu mà nhìn tôi dữ vậy? Mắc cỡ quá. Thấy không? Thấy không? Để thấy. Niệm Phật thôi mà như vậy đó. Nên tôi nói với mấy anh ăn trộm, mấy chị ăn trộm nghe, đổi nghề đi. Đừng có làm nghề này. Nếu như bây giờ không đổi nghề nghe, sau này có sự cố gì nghe, cũng nên quay đầu nghe. Đó là cơ hội của Phật Pháp cho. Bây giờ không chuyển nghề, nếu sau này te tua tả tơ trong cái nghề này đó, thì vẫn còn cơ hội là quay đầu học Phật Pháp. Bây giờ nghe được rồi, quay đầu đi. Bây giờ không quay đầu, sau này quay đầu. Tôi nói với mấy anh, đố mấy anh có cơ hội phát triển đó. Đi ăn cắp đồ người ta là không có cơ hội phát triển đâu. Nên sau này mà tả tơ te tua đó, thì có gì vô đây. Không, đi theo tên này nuôi người già, bố trí cho công việc hốt rác, đúng không? Hốt rác để quá giải cái nghiệp đi móc túi. Ai cười chứ? Có nghĩa là đi nhìn của cải người ta, móc tiền người ta là rác. Rác này nó còn thúi hơn là quý vị đi hốt rác của chùa nữa. Nói câu này phải nhận thức đó nghe. Rác của chùa là người ta bỏ ra mà cái người tu hành, người ta đi gom rác này để người ta dọn cho hoàn cảnh trong sạch. Cái người đi quét đường, cái người đi hốt rác là một cái nghề cao cả. Nhưng mà mình đi nhìn của người ta để lấy là đây là rác thúi thật sự. Nếu sau này chuyển nghề vô đây, nói thẳng với những đức, ngày xưa tôi đến đây lấy tiền nhiều lần lắm, nhưng bây giờ không có kết quả gì thầy ơi. Thầy cho tôi cái nghề gì trong chùa tu đi thầy. Đức nói được, cho anh nghề móc rác á. Hốt rác xung quanh chùa, hốt rác để chuyển cái nghiệp đi móc túi người ta. Đây là nói thiệt á. Còn nếu sau này mà không bỏ luôn mà già rồi khổ nghe, đến đây chúng ta có duyên gặp nhau mà. Ngồi nghe đó, xung quanh đây nghe hết trơn à, cũng vỗ tay sùm theo người ta. Thầy giảng hay quá mà con còn nghiệp chướng chưa bỏ được thầy ơi. Đang cầm dây chuyền 6 chỉ mà muốn trả lại mà chưa đủ lực trả. Nhưng Đức nói tại cái bà kia tu chưa đúng mức. Bà tu đúng mức đi, nó đem trả cho mà thấy. Bây giờ nó đang cầm dây chuyền đang rung á. Rung nghe, chứ không giỡn đâu. Không có giỡn đâu nghe. Nên từ nơi đó bà lễ Phật bữa nay ngày mai xong hết trơn. Ngày 20 đem trả. Phán một câu mạnh dạn luôn. 20 đem trả. Mấy giờ thầy? 8 giờ sáng. Trời ơi, trơn luôn. Thì khoáng mạnh luôn, nói dòng do chứ. Tôi còn nói dòng do tao quá. Tới 8 giờ sáng có người đem trả cho bà. Tôi nói một câu mạnh dạn trước đại chúng này. Cái thằng ăn trộm này mà không rung đùi mới sợ. Rồi mày không trả đi rồi mày biết. Mày không trả tao trả. Thì từ đó đó, nếu không người ta nó tu được rồi. Bây giờ cuộc đời này tiền bạc là gì? Tiền bạc để làm cho chúng sanh, chứ không nói dòng do chứ.
Trời, con người mình buộc hơi thở thở ra, không hít vào, tiền có cầm theo được không? Đúng không? Con người tại sao không cởi mở ra? Đến với cái cuộc đời này là tu phước tu duyên là hay nhất để cầm theo. Tôi nói một đời của tôi sẽ tu phước tu duyên cho mà thấy. Tôi tu phước tu duyên tới cùng luôn á. Những việc thiện việc tốt tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội để làm cho bằng được. Tại vì sao? Cuộc đời con người mấy chục năm ngắn ngủi à. Ồ, nói chuyện một phát một thôi mà gần 2 tiếng hồ gì chạm. 3 giờ 15 phút. Đúng không? Quý vị thấy tịnh độ chưa? Thấy chưa? Thấy không? Không, bây giờ quý vị tới qua trường lớp nào không? Lớp 3 ở lại 9 năm. Tôi nói đố mà ai mà trung thành với cô giáo thầy giáo bằng tôi. Trời trời, ở lại một năm lớp 1 mà ở lại 3 năm, cuối cùng làm lớp trưởng luôn trời. Tại vì sao mấy đứa nít nó vô nó học lớp 1 nó có chút xíu à. Mình ở lại 3 năm mình bự chà bá vậy đó. Cuối cùng thầy cô giáo nó thôi thôi em lớn quá cho em làm lớp trưởng. Nó trời ơi, học dở mà nhờ bự mà làm lớp trưởng trời. Nó em trung thành với cô giáo lắm. Thấy chưa? Vậy đó mà người này ngày xưa lạ thay mà niệm Phật thôi mà bây giờ cái gì. Nên tôi nói mấy anh em nam ngồi đây nghe, mấy cô đừng nghe, niệm Phật đi. Tôi nói cảm xúc lắm, đúng không? Nhân đức cũng thấy như vậy. Mỗi ngày thường cười sẽ thấy ngày mai là tốt đẹp. Thế chúng ta đừng có đợi ngày mai cười nha. Đợi ngày mai cười thì chúng ta không thấy ngày mai. Tại vì cứ hướng đến ngày mai hoài nên không có ngày mai. Giống như có một cái quán ăn để mẹo. Ngày mai ăn không trả tiền. Cuối cùng ta lỡ ta ăn tấp nập. Ta cứ lỡ ăn. Khi mà lỡ tính tiền nó, ủa sao hôm qua tôi thấy ngày mai ăn không trả tiền mà. Nó ngày mai. Ngày mai chứ đâu phải bữa nay đâu. Nên nó không có ngày mai. Thấy không? Nên cái bài học tập của chúng ta là mỗi ngày, chứ không phải là ngày mai đâu. À, mỗi ngày thường cười sẽ thấy ngày mai là tốt đẹp, đúng không? Nên đưa ra cái đề mình phải nhìn nhận sâu sắc. Vì chính bản thân mình là chú trọng cái mỗi ngày mà. Nên Phật cũng dạy mà, thường ngày chúng ta vui thì cả đời chúng ta là vui. Nếu thường ngày chúng ta buồn thì cả đời chúng ta là buồn. Mà mình nghe được lời Phật dạy là thế giới cực lạc tươi vui tốt đẹp. Cái gì ở thế giới cực lạc cũng tốt, nên chúng ta muốn niệm Phật về cực lạc. Mà bây giờ mình muốn về cực lạc mà mình không có cái nhân ở cõi này, mình tu mình vui thì sao mình về cực lạc? Cái nhân cái quả nó tương đồng chứ. Nên cái việc mà chia sẻ Phật Pháp nó quan trọng lắm, rất là quan trọng. Nên người mà tu pháp môn tịnh độ, có thể mà mình tu cả đời mà mình không bỏ cuộc là nhờ nghe tịnh độ thường xuyên. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không này nói rằng 3 ngày không nghe pháp bồ đề tâm lui sụp. Rất là rõ ràng. Chúng ta chia sẻ tịnh độ cô động 2 cái bài học tập. Buổi sáng một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, buổi chiều quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. 2 bài học tập này gọi là rất cô động về tịnh độ luôn. Mà một lần chia sẻ chỉ có nửa tiếng. Một ngày 2 bài học tập chỉ có 1 tiếng. Mà thường xuyên 1 năm như 1 ngày. Không có ngày nào những đứa không chia sẻ hết. Chúng ta chỉ cần đăng ký cái trang của mình, ngày nào cũng học tập. Nếu thật sự muốn tu tịnh độ chuyên nhất. Mà tuy nói là khuyên niệm Phật, nhưng trong đó có nhiều tư tưởng về cuộc sống nhân sinh nữa. Nên rất là nhiều người khi người ta kiên nhẫn nghe, nghe viết từ từ an lạc vô cùng. Bao nhiêu người người ta chưa đi đến đây được mà viết thơ cho những đức, nhiều lắm. Người ta cảm ơn và người ta nói rằng là người ta nghe, người ta cởi mở. Cả mà cha mẹ ở nhà nghe mà đứa con nít kìa. Hồi trưa những đức mua cho mỗi đứa một cái hộp bánh và mỗi đứa một cái bịch nho mà nho Mỹ như đi ra bọc bọc nhỏ nhỏ cho đứa một phần. Kêu nó lên trên đó. Tại thường là buổi tối nhà đức học tập, mấy ngày nay nhà đức lưu bu có học tập. Nên kêu lên cho mừng lắm, vui lắm. Chứ mình gần tụi nó mấy tháng nay, xong thấy cũng nhớ, cũng thương tụi nó. Tại vì không có xuống dưới học tập. Kêu nó lên cho đồ.
Thì lên cái có cái đoàn Tiền Giang ở đâu mới đến đâu sáu mấy người, cũng có mấy đứa nhỏ đó lên nữa. Lên úp thầy, ngày nào cũng gặp thầy ở nhà con. Hai đứa nít nha, gái à, ngày nào cũng thấy thầy ở nhà con, nhưng mà không thấy ở ngoài thiệt thôi, bữa nay mới thấy thiệt đó nghe. Nó rõ ràng không? Đó là cái mà cha mẹ nghe, con cũng nghe. Mà cái nói chuyện của mình nó vui, nó gần gũi, nên con nít nó nghe cũng được luôn nữa. Nên rõ ràng là cha mẹ gầy dựng cho con thấy chưa. Nên á, mỗi ngày mà mình nghe để mà mình nhắc nhở mình tu á, nó nghe viết rồi nó gầy dựng được tính nguyện tính tâm, nên cả đời mình tu tịnh độ mình không có bị chuyển sai. Nhiều người chúng ta cũng đã từng nghe qua pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không về tịnh độ, nhưng những đức cũng nghe ngày 5 năm nên mới gầy dựng được cái duyên tu tịnh độ. Nhưng quý vị biết rằng nghe pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không thì không đơn giản như quý vị nghĩ đâu. Nếu như quý vị không có mục tiêu gầy dựng một cái gốc tu chắc, tại vì ngài giảng nó mở rộng quá, mở rộng và nhiều căn cơ, đúng không? Thì nghe quý vị để ý đi, ngài mở rộng ra lắm. Thí dụ như ngài đến một địa phương đó, những chúng sanh căn tính làm sao ngài sẽ giảng theo căn tính vậy đó. Nhưng mà trong cái buổi giảng đó có một đoạn rất là ngắn, ngài giảng về sâu vô tịnh độ luôn. Ngài có thể mở rộng ra rộng vô cùng, nhưng mà quy về tịnh độ có một chút mà. Nhưng mà khi chúng ta nghe, chúng ta không có kiên nhẫn được cái một chút đó đâu. Quý vị chỉ cần mà để nó vượt qua một chút đó thôi, thì cái bài giảng của ngài giảng quý vị nghe nó sẽ không có kết quả. Có nghĩa là quý vị có thể đeo sợi dây phone nghe hoài luôn, mình tin mình cung kính ngài đó, nhưng mà nghe thôi chứ không làm được. Tại vì sao? Vì cái văn tự của ngài giảng, một là hơi sâu một chút, hai là ngài mở rộng ra ở trong đó, đa dạng căn tính nghe, bậc trí thức nghe, nhiều người căn tính trong đó đều phải nghe được hết. Nên cái người mà nghe được ngài mà có thể nhận thức được chỗ đó thôi, tức khắc có một pháp tu liền. Như những đức nghe ngài 5 năm là có pháp tu liền, thấy chưa? Là những đức chuyên tu tịnh độ liền đó. Hồi đó những đức mới vô chùa, khi thấy ngài giảng cái bài giảng mà sống trong thế giới biết ơn, những đức nghe đâu chắc cả 100 lần, cái bài giảng đó có 1 tiếng à. Thì những đức trong lòng suy nghĩ rằng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không này, ngài lớn tuổi vậy mà ngài tỉnh táo, ngài sáng sủa vô cùng. Mà cái người tu mà già gì mà tỉnh táo sáng sủa thì chắc chắn là người phải tu hành mới được vậy chứ. Mình nghĩ vậy, mình nói chắc chắn là vị này là phải là người tu hành đặc biệt lắm mới được vậy. Nghĩ vậy rồi là tự nhiên mình thấy ngài cũng chia sẻ về tịnh độ, giảng kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều lần. Không vậy là tịnh độ này đặc biệt. Thêm cái nữa, nghe thầy Giác Nhàn giảng, cuộc đời đi tu mấy chục năm, chịu 20 mấy năm tu nhiều môn, rồi cuối cùng đứng như giữa ngã tư đường, bệnh hoạn, rồi thường là cứ đi đâu là cầm theo cái thố thuốc, bình thuốc, uống thuốc. Vậy mà cuối cùng gặp được Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, bộ kinh Vô Lượng Thọ có Phật hiệu. Vậy mà có mấy năm đã thành tựu được một đạo tràng, mà nếu tu các pháp khác mấy chục năm chưa được như vậy. Nếu ai đã từng nghe, vì đã từng nghe thầy giảng gì đó rõ ràng luôn. Những đức mới vô chùa, những đức nghe một phát vậy thôi, thì những đức cộng tác lại là từ Hòa Thượng Tịnh Không, người già cả mà theo tỉnh táo đẹp như vậy. Thầy Giác Nhàn mấy chục năm mà cuối cùng gặp vậy, mà niệm Phật có mấy năm mà đạt gì, thì hai cái những đức kết lên, cái những đức nói rồi quyết định được rồi đó. Rồi quyết định cuộc đời mình được rồi, khỏi nói vòng vo nữa. Tại vì sao? Các vị này người ta hiểu, người ta biết, người ta đi vòng vòng rồi, người ta hiểu, người ta biết hết rồi. Vậy thì mình khỏi cần vòng vo nữa, mình cứ nhắm mục tiêu đi, nhắm mục tiêu này cho chuẩn đi. Thì quý vị biết rằng là những đức bắt đầu để ý cái nơi Tịnh Thất Quan Âm liền, là cái phương pháp tu những đức để ý. Để ý cái cách lễ Phật, khi người ta lễ Phật, những đức vừa lễ chung nè, dẫn chúng nè, rồi những đức đi vòng vòng, những đức nhìn người ta lễ Phật, những đức nhìn nó như là một lượng sóng, nó lượn lên lượn xuống. Mà những đức nói rằng là cái môn tụng kinh buổi sáng mình vừa tụng một cái thôi là tự nhiên bắt đầu mình tụng nè, mà có cái là tự nhiên mình đang tụng cái tự nhiên, mà đang tụng tụng kinh là gõ mỏ luôn, mà đang tụng gì mà làm nè. Thì mình biết như vậy thì cái người mà tụng bên dưới, để coi bữa nào mình cho các chú khác tụng mình đi coi thử, thì thấy mấy chú khác tụng, mấy thầy tụng, thì quý Phật tử ở dưới ngồi tụng một chút nghe 15 chương kinh thôi, mà 15 chương kinh là nó nằm cái tầm khoảng 1 tiếng là mình tụng xong. Thì vị biết rằng là vô trong vòng chừng 10 phút, 10 mấy phút thôi là thấy mấy ông, mấy bà là bắt đầu gì vậy nè.
Mà khi nó ngủ là nó vậy đó. Khi nó ngủ là như vậy đó quý vị. Thì mình nói à như vậy là cái này là phải suy nghĩ lại nha. Tuy là thấy tụng một tiếng, nhưng mà cái kết quả của một tiếng cộng trừ nhân chia nó quá ít rồi, nó đạt quá ít rồi, ít quá, hiểu không? Nên từ nơi đó nhìn nhận ha, để ý nha, từng chút từng chút. Xong rồi bắt đầu nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng nha. Một câu Phật hiệu, ngày xưa là Ngài đã giảng rồi, Ngài nói là một câu Phật hiệu á, mở rộng ra là 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp. 49 năm Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết Pháp có cô động lại là câu Phật hiệu. Mình nghe một cái nghe, mình là ít học mà, mình nghe một câu là dính một câu, không nói dòng do chân á. Nghe một câu là dính một câu liền. Thì quý vị biết rằng những đức đã để ý tất cả phương pháp tu. Và những đức nhìn hồi xưa là cái điệu địa chung nha. Những đức nhìn cái điệu địa chung ngày xưa nha. Mà trên kia bây giờ là người ta bỏ cái điệu địa chung đó. Cái điệu địa chung là bị những đức nhìn. Tuy là những đức đánh pháp khí rất dở, nhưng cỡ nào những đức cũng phải tập đánh cái điệu địa chung. Tại những đức đã nhìn ra cái điệu địa chung rồi. Những đức biết cái điệu địa chung này nó hay. Nó hay ngay cái gì? Khi người ta mà niệm địa chung mà ngồi mà ít buồn ngủ, những đức thấy rõ ràng những đức tu chung. Rồi những đức mới đi một vòng, những đức coi, những đức thấy là cái điệu địa chung này nó ít buồn ngủ. Là nó bị cái gì quý vị biết không? Cái đánh khẽn á, khen 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 đó, nó làm cho mình tỉnh ngủ. Thì những đức thấy à, cái điệu địa chung này đánh khoảng 20 phút là chuẩn nhất. Còn kéo dài ra nửa tiếng 40 phút là chịu không nổi, vẫn ngủ luôn. 20 phút thì được, vô 20 phút là tỉnh nghe. Thì những đức tính ra cái điệu địa chung nó là 20 phút thôi. Thì những đức nhìn cái điệu địa chung và những đức thấy cái phương pháp lễ Phật, thì những đức kết hợp cái điệu địa chung và phương pháp lễ Phật kết hợp lại. Nó đưa ra cái thời khóa cho quý vị tu gia đình nè. Tu đạt liền, thấy chưa? Nếu như những đức đưa ra tụng kinh đố quý vị ở nhà bị tụng đó. Thử đưa ra 15 chương kinh đi hoặc chương thứ 6 đi. Những đức từng đưa ra rồi, nhưng những đức hỏi nhiều người nói rằng vẫn ngủ gục. Dù là chương thứ 6 nhưng tụng chút là ngủ, buồn ngủ, nhưng không vô bằng cái điệu địa chung. Nên những đức lấy cái điệu địa chung 20 phút, lễ Phật 45 phút. Rồi bắt đầu là đưa ra thời khóa tu gia đình luôn, quý vị tu được luôn rồi đó. Rồi chùa mình bây giờ nè. Lúc trước là những đức có một thời gian là chương thứ 6 một ngày 4 lần luôn. Như vậy đó mà các cụ lên tụng thì quen thuộc. Nhưng mà nhiều Phật tử về chùa thì người ta hỏi kinh, người ta không thuộc. Thì những đức nói có trở ngại nữa. Bây giờ mình muốn cho cái ở đây là không có kệ, mà chương thứ 6 này các cụ thuộc hết là xong rồi, ổn rồi. Những đức cũng thuộc luôn, lào lào, không sao rồi. Nhưng mà Phật tử về mà tụng chương thứ 6 là có trở ngại liền, vì người ta không có thuộc. Thì cuối cùng những đức nghĩ bây giờ chương thứ 6 á, Thầy Lão ở Thượng Tịnh Không ngày giảng á, là quý vị phải để ý ngay cái nguyện thứ 18. Mà Ngài nói là 48 lời nguyện là nguyện thứ 18, là trung tâm chính nhất của 48 lời nguyện. Đó là 10 nguyện giảng sanh đó. Thì nguyện thứ 18 đó quý vị: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu A Di Đà Phật, chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm cho đến 10 niệm thì Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn giảng sanh về thế giới cực lạc. Ngoại trừ những người tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp là không niệm Phật thì thôi. Ngoại trừ những người này là không được giảng sanh. Còn người tạo tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, tạo bao nhiêu nghiệp trước mà vẫn quay đầu niệm Phật thì vẫn được giảng sanh. À, quý vị đọc trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ viết liền gì đó, rõ ràng luôn. Mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng cũng nói như vậy luôn, hiểu không? Thì từ nơi đó thì Ngài nói là nguyện thứ 18 là trung tâm của 48 lời đại nguyện, là cái đó là chính rồi đó, quan trọng nhất rồi đó quý vị. Thì lúc đó những đức quý vị biết rằng gọt luôn cái chương thứ 6 luôn, trở thành chuyên niệm Phật luôn. Và những đức đánh cái điều địa chung Nam Mô A Di Đà Phật 20 phút, xong lễ Phật 45 phút. Đầu tiên vô niệm Phật ngồi chậm chậm dạo 20 phút. Để làm chi? Để tập trung chúng ổn định. Rồi bắt đầu là quỳ lên nguyện hương cái để đứng lên, để cho quý vị biết chi chưa? Đỡ đau chân. Nguyện hương là đỡ đau chân, đứng lên đảnh lễ 3 lần là đỡ đau chân. Xong ngồi trở lại niệm địa chung 20 phút. Niệm địa chung 20 phút xong rồi đau chân đúng không? Bắt đầu quỳ lên tán thán Phật đỡ đau chân. Rồi xong bắt đầu là lễ Phật luôn 45 phút ngồi hướng nghị. Đạo tràng chúng ta bây giờ trở thành một phương pháp tu mà những đức nói với quý vị không cần phải gọt thêm một cái gì nữa hết trơn. Đây là cái thời khóa tu hoàn chỉnh, không cần gọt nữa. Có nghĩa là trải qua thời gian từ khi những đức đi tu mà nhìn nhận phương pháp tu và quyết chí là lấy cái điệu địa chung và điệu lễ Phật này, nhất định không bỏ.
Thì quý vị biết rằng là cái thời gian những Đức đi tu mười mấy năm, bây giờ nó hình thành mà cái phương pháp tu mà chính trong tâm những Đức ngày xưa là một vị cư sĩ ngày xưa ở trên tỉnh Thất Quan Âm, những Đức đã từng nói với những Đức một câu rằng, để ý rõ ràng tuy là cái lượng chúng về rất đông cái nơi này, nhưng mà chỉ có đúng một cái chỗ này bị khuyết cái chỗ là tuy người ta về đông nhưng mà về nhà người ta không tu được. Những Đức đã hỏi rất nhiều, tại những Đức là người quản chúng, là người gần nhất ở đó luôn. Còn chủ gì thì lâu lâu người ta tới một lần, người ta gặp nói chuyện vui, chụp hình đồ chơi đó đúng không? Còn mình nè, người ta mới gặp nè. Những Đức ở trong đó là quản chúng, người ta gặp những Đức thì những Đức mới hỏi là quý vị đi đến đây tu đông như vậy, về nhà có tu không? Họ nói là tu không có được. Tuy là cũng chỉ lễ Phật vậy đó, nhưng mà tu không có được. Không có cái cách nào ở nhà mà tu được hết trơn á. Rồi dẫn chúng thì dẫn không có được. Nên cái chuyện mà để mà phát triển cái thờ khóa tu gia đình cho mọi người thì tu không có được. Thì quý vị biết những Đức ngày xưa thời còn cư sĩ, những Đức đang nghĩ rằng cái tịnh độ này phải đem cấm từ gia đình nó mới có kết quả được. Nhất định nó phải có một cái thờ khóa tu cho người ta tu, mà ở nhà tu được, đến chùa tu được, ở nhà phải tu được. Mà phải làm sao cái thờ khóa này và cái thờ khóa gia đình nó phải ná giống nhau thì nó mới có kết quả được. Còn nếu như thờ khóa này và thờ khóa gia đình nó quá khác thì nhất định nó không đem di truyền được đó quý vị. Nếu như thờ khóa ở đây mà quý vị tu 3 tiếng, đưa thờ khóa cho người ta mà 3 tiếng thì chịu thua, chịu chết luôn. Quý vị nhớ nghe, cái pháp môn niệm Phật này không phải tu nhiều mà hay, mà cũng không phải tu ít mà hay đâu, mà phải biết tu thì nó hay. Biết tu là sao? Như một món ăn mà quý vị ăn hoài mà thèm hoài á, nó mới hay. Còn nếu như quý vị ăn một lần mà tràn cuốn họng là ngán là chịu thua rồi đó, không bao giờ quý vị thành công đâu. Tu cũng y rang như ăn uống vậy đó, nó phải vừa thôi, nó cảm giác vừa thôi, tu làm sao mà vừa tớ thèm rồi tức khắc tu nữa nó cũng thích, vậy thì thành công. Nên quý vị biết cô động thờ khóa tu ra, những Đức sắp thờ khóa tu cho đại chúng ở trong chùa thì ai tu cũng hoàn toàn chấp nhận, từ già trẻ bé lớn đều tu được hết. Rồi đưa ra cái thờ khóa tu cho gia đình thì tu được luôn. Nên người ta về đây là có phương pháp tu, về nhà là có thờ khóa tu. Nên bây giờ đưa lên tư tưởng là gia đình phải thờ Phật, rồi thờ khóa tu sáng tối ổn định, rồi mỗi ngày nghe pháp hai thờ. Vậy thì đạo vàng này cấm từng nhà, cách này mới là cách đem tịnh độ hoằng truyền mà mở rộng mà chúng sanh được nhờ. Đúng rõ ràng không? Bây giờ những Đức nói quý vị đi đến đây nghe pháp và tu được, nhưng mà về nhà không tu là quý vị thất bại, phiền não liền. Muốn sống trong cuộc đời này mà vui vẻ, an lạc và tự tại và thường cười thì mỗi ngày phải tu được. Quý vị chỉ đến nghe rồi về không tu, đố quý vị được bình an đó. 100% quý vị không bình an. Mà tu tịnh độ như vậy thì cầm chừng chơ thôi, cầm chừng chơ thôi, đến gặp sự cố rồi là không giải quyết được vấn đề. Nên mình phải rèn mình là ở nhà tu được. Khi lỡ dịch bệnh hay gì không đi đâu là mình ở nhà tu được luôn. Đây mới là cái thật sự biết lo nè. Cái thật sự biết lo là cái cách đó đó quý vị. Nên bây giờ hàng Phật tử mà đi về chùa mình là họ đều có phương pháp tu hết chưa. Ở nhà bây giờ là đều có thờ khóa tu hết. Cái này là cái cực kỳ hay mà quý vị phải để ý nha. Nên mỗi một chiếc máy nghe pháp ở chùa mình đưa ra là đều có thờ khóa tu nằm trong đó hết. Nên chỉ cần một chiếc máy như vậy là tu được rồi, một chiếc điện thoại là tu được rồi. Bấm lên cái trang của mình một cái là có thờ khóa tu liền. Nó thờ khóa tu gia đình đó, từ 4 chữ, 6 chữ đều có hết. Tùy quý vị, nhưng mà đúng thời gian chỉ có 1 tiếng 5 phút là hoàn chỉnh một cái thờ khóa tu. Rất là gọn, ai cũng tu được hết. Nên quý vị để ý chỗ này đi. Để mà mình đem một cái phương pháp tu đem về nhà, nó đem phương pháp tu về nhà nó mới hay. Rồi thêm một cái nữa là quý vị coi cái để ý cái máy bấm số này nghe, cái máy này không đơn giản đâu cho quý vị biết đó. Những Đức biết cái máy này là từ khi ngày xưa mà những Đức mới vô chùa tu, những Đức biết rồi. Cái máy bấm số này nè. Và thầy ở trên kia cũng là thường chỉ người ta bấm số nhưng mà nói sơ qua thôi. Không có để ý tới là gì người ta không bấm. Hiểu không? Khi cái máy này mà tới những Đức xuất hiện cái máy này ra là những Đức bắt đầu đưa ra thời khóa luôn. Mà cái đặc biệt vô cùng mà bấm niệm Phật rồi chiều ghi, đây là một cái tuyệt chiêu số 1 luôn. Nếu như chùa này mà chỉ bấm thôi mà bỏ đại, chùa này vẫn bỏ luôn, vẫn bỏ cuộc luôn quý vị à, không bấm luôn. Nhưng mà đặc biệt là bấm xong chiều ghi. Bây giờ quý vị làm sao trong gia đình mình, gia đình có vài ba người bấm số niệm Phật, quý vị là người trong nhà mình, một là quý vị vô cái chương trình ký số niệm Phật để cho người ta ghi giùm cho mình, nó có một cái hội chúng luôn nghe, nó giúp cho quý vị xuyên bấm số nghe chưa. Là điều thứ hai là nhà quý vị cha hoặc mẹ tu bấm số niệm Phật cùng với các con. Như vậy thì quý vị phải có cuốn sổ để ghi cho gia đình, mỗi buổi chiều tổng kết để ghi, để kiểm tra con ngày nay bấm số niệm Phật làm sao. Phải ghi
thì mới có thể tu được. Còn nếu như mà không ghi là thời gian chán bỏ cuộc liền. Mà cái phương pháp bấm số niệm Phật này tu mốt cực kỳ hay, cực kỳ hay luôn. Tại vì sao? Cái thời đại này là cái thời đại người ta bấm điện thoại. Người ta ngồi đâu người ta cũng bấm điện thoại. Bạn bè gặp nhau cũng bấm điện thoại nữa. Bạn bè gặp nhau nói chuyện là mỗi người cầm cái điện thoại vuốt nha. Nên cái tình bạn bây giờ nó lạc lẽo dữ lắm. Nó rất là lạc lẽo. Nên cái phương pháp bấm số niệm Phật này là nó giải mã cái tư tưởng cầm điện thoại nè. Nếu như quý vị bấm số niệm Phật thì tay đâu mà vuốt điện thoại. Nên bấm số niệm Phật là ít lớn hơn. Nên quý vị biết rằng chiếc máy bấm số nó rẻ rề. Vậy mà nó làm được cái chuyện lớn trong cuộc đời. Có nghĩa là ngồi đâu rảnh rảnh là cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi đưa lên một cái số lượng của một ngày bấm, rồi tức khắc thành siêng niệm Phật. Mà niệm lâu ngày thành quen luôn. Tổ sư có một câu nói như vậy: người niệm Phật cần phải niệm cho nhiều. Cần phải niệm cho nhiều để gì ạ? Quen. Quý vị để ý quý vị karaoke nghe. Một cái bài hát nào mà quý vị hát một lần mà hát nhiều lần á, có nghĩa là bài hát mà hát nhiều lần á nghe, thì quý vị sẽ hát bài hát này hay liền. Nên tại sao người ta nói bài này bài ruột của tôi đó. Bài ruột là gì? Là hát nhiều lần. Hát nhiều lần nó mới thành bài ruột và hát hay. Nên bài hát mà chỉ mới hát một lần đầu là không hay. Như nghề, nghề thì phải cần được rèn luyện thì mới trở thành nghề giỏi, đúng không? Cái gì cũng phải cần rèn luyện nó mới giỏi. Như viết chữ cũng phải cần tập luyện viết chữ đẹp, đúng không? Vì thì câu Phật hiệu này cũng cần phải niệm cho nhiều. Niệm lâu ngày thành nhớ Phật, niệm Phật. Đó. Mà cái lợi ích của nhớ Phật, niệm Phật thôi, lợi ích này không tưởng tượng được cái lợi ích này luôn. Dù một ngày bị bao nhiêu công việc đi chăng nữa mà đầu đầy đủ năng lượng, đầy đủ năng lượng để mà mình tiếp nhận luôn. Vì về đây vì thấy những đức rõ ràng đúng không? Những đức chia sẻ Phật pháp xong, những đức qua bên đi còn giải quyết vấn đề nữa đó. Những đức qua bên kia còn có khi việc này việc kia những đức còn sắp xếp, có khi những đức còn đi vòng vòng chùa việc này việc kia. Nó vậy mà nó vẫn đầy đủ năng lượng để cùng tu với vị một ngày 4 thờ. Rồi xong chiều đảnh lễ 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Rõ ràng không? Mà nó có một cái sức khỏe của cái tâm quyết cực kỳ mạnh. Rõ ràng cái sự thành công là ngay cái tâm quyết. Thì bây giờ quý vị coi chia sẻ Phật pháp này nè, nhìn người có tâm quyết hay không, quý vị thấy cái cách nói chuyện là biết liền. Nên cái thờ của một vị thầy như Đức đã từng thấy, thầy giảng tịnh độ cực kỳ hay. Vì sao? Vì tâm quyết. Mà cái tâm quyết nó phải chuyên nhất nha. Cái tâm quyết khi nó chuyên nhất rồi nó giảng cực kỳ hay luôn. Mà nó dứt phát một cái câu giảng rẹt 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 vậy đó à. Thì cái cách quý vị coi như Đức giảng nó giống ngày xưa một người không? Nó rất là rõ ràng, đó là một tâm quyết của một thờ á. Khi mà chuyên nhất vào một tâm quyết thì giảng cực kỳ hay và làm cho người ta bị nhiếp thọ cực kỳ mạnh. Nhưng mà khi nó phân tán ra nhiều cái là giảng không còn mạnh nữa. Vì có lý luận hay cỡ nào giảng cũng không hay hết. Nhưng mà khi tâm quyết một môn rồi lên một cái là rẹt rẹt rẹt, nó không cần văn tự luôn. Nên mới nói là rõ ràng luôn, niệm một câu Phật hiệu là niệm mười phương chư Phật. Chỉ cần đạt một môn tu thì đạt tất cả các môn tu. Phải tin chỗ này, phải tin. Phải tin làm sao mà cả đời phải tu như vậy đó. Chuyên nhất như vậy đó. Cái cách này quý vị biết lợi ích cực kỳ lớn luôn. Nó giảng sức mà hôi hột mà nó giảng hứng. Chưa? Hiểu không? Vì làm cái gì mà nó mệt chút nữa quý vị thấy quý vị không còn cảm giác, thấy đuối rồi đúng không? Vậy mà bây giờ người ta chia sẻ Phật pháp, người ta lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà càng sức mồ hôi thì càng lại dữ. Thấy không? Giống như chưa sức mồ hôi là chưa nóng nha. Mà sức mồ hôi là là nóng máy lên là ghê lắm á, chứ không phải giỡn đâu quý vị thấy không? Phải hừ hực không? Độ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà càng lễ là càng dữ mà. Cái môn chuyên tu là nó lạ là càng tu càng dữ. Mới vô là giống như là nó ngộ lắm. Quý vị coi những đức mà mới vô nó nói chuyện hoặc niệm câu Phật đầu tiên quý vị thấy đi không? Mới vô có nhiều Phật tử nam thầy khang tiếng à, khang tiếng nó vô trong vòng 2 phút sau thôi khang tiếng ầm 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 vậy đó. Tại vì sao? Vì cái người chuyên tu là như vậy đó. Mà cái người chuyên tu họ nói chuyện rất mãnh liệt. Quý vị biết ngày xưa mà thầy trên kia giảng là thôi nó thu hút đừng có nói nữa. Tại vì ngày xưa một là tịnh độ chưa có nhiều người hoàn truyền, chưa có nhiều phương pháp. Nếu như mà đặt những đức của cái ngày xưa đi, nó cũng kinh khủng như vậy đó.
Nhưng là do bây giờ là nhiều quá nè. Nhưng mà bây giờ nhiều quá, nhưng mà những đức được cái lợi thế là gì? Được cái lợi thế vẫn còn phát triển được là sao vậy biết không? Là vì nhiều mà do người ta không chuyên. Cuối cùng những đức có thế liền. Những đức lấy được cái thế này là ngay chỗ này. Những đức ngày xưa đã từng nói với mấy anh em trong chùa nè. Những đức nói mấy anh em chờ xem. Những đức phát triển cho thấy. Mấy anh em nói mình không có cửa này đâu, mình nhỏ bé quá làm sao phát triển. Những đức nói, những đức phát triển cho mấy anh em coi, chỉ đúng cái chỗ này thôi. Vì ngày xưa có một người giảng tịnh độ đã quy động con người tu tịnh độ đông quá là nhờ phương pháp tu đó. Nhưng bây giờ người ta bỏ phương pháp đó tới những đức là người ta sẽ quy về những đức cho mà xem. Nếu như người kia vẫn còn giữ được là những đức không có cửa đó đâu, không lên nổi. Tại vì sao? Vì mình yếu thế, người ta không tin mình. Nhưng mà những đức vẫn duy trì như vậy, lấy toàn cái cũ kia đem về, không phải môn của mình, nhưng lấy cái cũ đem về thì cũng lấy đem về hết luôn, đem người về luôn, thì quý vị thành công. Đúng không? Tại vì cái môn này nó y rang rồi, người ta nghe quen cái tông rồi. Cái tông này xuất hiện lên lại thì cái người này khỏe mà, trẻ nữa, thì bắt đầu người ta lao theo, giống như ca sĩ mà già, dù có nổi tiếng thì nó lùm lùm phía sau rồi, đúng không? Nhưng mà ca sĩ trẻ mà nó lên nó giống giống gì, bắt đầu người ta ào theo. Đó, như vậy đó. Nhưng mà phải duy trì được cái văn đó, duy trì được cái bản đó đó thì mới thành công. Nên những đức nói với mấy anh em kia, sau này tôi già đi, mấy anh em tiếp tục giữ cái bản này thì mấy anh em thành công nữa. Còn nếu mấy anh em phá đi cái bản này là thua, thất bại hoàn toàn. Cái cách của chùa mình bây giờ mà 4, 5 đậu tràng, 10 đậu tràng đi chăng nữa mà cũng thành công nữa. Mà dễ lập đậu tràng vô cùng. Chỉ cần tới giờ tu là đúng giờ giác ăn uống tu y ren, bật máy là một cái là tu liền, mà quản chút cũng cực kỳ dễ luôn. Đó, quý vị thấy không? Đây là rõ ràng thành công rồi còn gì. Cái thành công như vậy mà không nhìn ra là thua, thua rồi. Nên có nhiều người những đức nói rằng quý vị có tu nhiều chục năm nhưng để ý một chút, để chúng tôi xây ngôi chùa nó uổng. Xây ngôi chùa nó uổng, nó không đem tịnh độ hoàn chuyện, không đem Phật pháp hoàn chuyện thì uổng quá. Bây giờ mình không dẫn dắt người ta được lấy phương pháp này, chỉ người ta cái rồi là người ta tu liền, nói chứ. Là ngôi chùa mình xây có ý nghĩa liền. Đó, nên cái việc mà tu pháp môn tịnh độ này mà muốn tu cả đời là phải cần gầy dựng mỗi ngày luôn. Đó, hai bài học tập để vị cứ siêng năng mà học đi. Học được, tu được, tu được, học được, rồi xong. Vậy thì tu tịnh độ này hoàn toàn quý vị sẽ tin liền. Bây giờ cái tin nhất là quý vị dễ nhìn những đức nhất nè. Một con người này nếu là từng học tập nhiều, học thức nhiều, đi gặp nhiều bậc cao tăng, nhiều vị nổi tiếng, người này học rất nhiều người, vậy thì người này thành công quý vị còn có thể nói rằng con người này là do học nhiều quá, hiểu biết nhiều quá, có trình độ này kia đồ, thì con người này phát triển vì cái nền tu là đúng rồi, đúng không? Nhưng quý vị nhìn từ những đức là quý vị dễ tin nhất là vì sao? Nó không đi học ai biết cái gì cả. Chỉ có nghe pháp Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm và nhìn phương pháp, rồi bắt đầu tiếp tục từ ngồi ở dưới đất. Ngày xưa những đức nói chuyện ngồi dưới đất không quý vị coi. Ngồi dưới đất sáng nào cũng ngồi lẹ quẹt nói chuyện với mấy bà già nghe. Vì mà ngồi dưới đất nó bò từ từ bò lên ghế luôn. Rõ ràng chưa? Đó. Nên ngày xưa có nhiều người gặp những đức nói ông có cửa này đâu. Hồi xưa những đức mới chia sẻ có một tịnh độ quay mấy cái đĩa đầu tiên, có một vị thầy nói những đức câu nè, chú thì nói chuyện được nhưng mà có cái chú xấu à. Là mình cũng thấy bị lép liền quý vị. Mà rõ ràng vị thầy đó gặp những đức nói rõ ràng nghe, chú thì nói chuyện thì văn tự được nhưng mà có cái hình tướng xấu quá, mà người chia sẻ Phật pháp mà quá xấu, tướng quá xấu thì làm sao mà phát triển được chia sẻ Phật pháp. Những đức nói nghe thì thấy cũng bị xuống dốc. Bị thấy mình cho thấy mình hình như bị giống như là mình không dám phấn đấu nữa quý vị. Nhưng mà tự nhiên về động viên mình, về cái động viên mình nha. Mình nói trời, không lẽ mà có người mình mà để người ta nói một câu cái tự nhiên bỏ cuộc sao trời. Thì thiệt coi thì cũng thấy mình xấu thiệt, người ta nói đúng. Chuyện này xấu quá. Vì coi mấy cái đĩa những đứa hồi xưa giảng mình quý vị. Hồi xưa ngồi mà giảng mình đầu tiên cái tiếng thì nói giống bị đê. À, cái tiếng nói nó không mạnh, nó giống bị đê, cái tiếng nó kỳ cục lắm. Rồi cái cách nói chuyện thì nó lạ lắm, nó rất là xấu, mà đúng là vị thầy nói đúng, xấu. À, chưa đâu, ông nói là vài năm nữa hả chia sẻ Phật pháp, bây giờ chia sẻ Phật pháp không có được, tại vì tướng quá xấu, chưa hảo tướng gì hết, hô nữa. Ông nói chuyện cái tự nhiên mình thấy mình cũng mắc cỡ, mình cũng quê chứ trời trời. Mình tự nhiên mình đang muốn phát triển, tự nhiên nói câu tự nhiên mình đứng lên nghe. Nhưng mình về mình động viên mình nói thôi. Không lẽ bị câu nói của người ta mà làm mình xuống dốc sao?
Thôi con người mà thành công hay thất bại là do bản thân mình cố gắng kiên nhẫn. Kệ xấu, bây giờ mình phải có cách nào để mà mình phát triển cái điểm xấu của mình lên đây ta. À, biết rồi. Mình bị ảnh hưởng ngay cái hô thôi. Chỉ ngay đúng cái hô. Hô thôi, mình thất bại. Từ xưa tới giờ, từ đời cho tới bước vô đạo, mình bị cái hô này buộc ràng mình quá. Nên quý vị biết những đức nói chuyện lúc nào cũng đem cái hô ra đánh. Những đức nói tại mày mà tao khổ. Tại mày mà tao khổ. Nên cuối cùng như thế nào, những đức đánh hô tớ bờ qua lá luôn, đánh. Cứ nói hô hoài, cứ nói hô hốc nói hoài luôn. Những đức nói giờ ông cũng nói tôi hô, bây giờ tôi đánh hô cho ông coi nào, thử coi lên không cho mà biết. Cuối cùng bắt tay vào việc làm luôn, đánh hô. Bắt đầu là bây giờ phải vượt qua cái xấu của mình luôn. Rồi, đưa cái mặt ra hô nè, hô. Thấy chưa? Cuối cùng từ từ mất tiêu cái hô luôn, là quên hô. Nghĩa là vượt lên chính mình luôn, rồi thành công luôn. Thì coi đó. Nên sau này những đứa gặp lại vị thầy đó nói, thầy cũng không ngờ chú luôn á. À, rõ ràng luôn, nghĩa là vượt lên chính mình. Như vậy thì rõ ràng con người ta chỉ cần có tâm quyết, việc gì cũng làm được. À, nhớ tâm quyết nhưng phải có mục tiêu. Nếu như tâm quyết mà không có mục tiêu thì chúng ta giống như mù đi đêm vậy đó. Chúng ta đã chọn được mục tiêu rồi, chúng ta đã có phương hướng rồi, thì phải bỏ tâm quyết vào và phải đi tới cùng luôn, thành công liền. Sự thành công này không phải chỉ là một con người phàm phu đưa ra, mà thành công này là từ chư Phật dạy, chư Tổ làm. Tới đời chúng ta là đã đúng rồi mục tiêu. Đức Phật đã nói thờ mộc pháp niệm Phật thành tựu. Một câu Phật hiệu là đủ 100% dành cho người đầy đủ tín nguyện. Vậy thì quý vị biết rằng đối với pháp môn tịnh độ này là 100% là quý vị chỉ cần gầy dựng tín nguyện, quý vị tu là thành công. Mà cái sự phiền não buồn phiền gì nó cũng gỡ gụng được hết luôn. Mà phải tin nghe, phải niệm cho tới cùng câu Phật hiệu này luôn, thì cái gì nó cũng vượt qua được hết trơn. Và nghiệp duyên gì cũng giải được, phước duyên nào cũng phát triển được hết trơn. Duyên phước đều phát triển hết. Và con người có thể đổi đời luôn, chỉ đúng một câu Phật hiệu thôi. Chỉ đúng một câu Phật hiệu này đổi đời là 100% luôn. Bởi vì cô giáo Lưu Tố Văn cô nói một câu nghe. Cô là người niệm Phật mà được Hòa Thượng Tịnh Không tán thán. Cô nói một câu rằng đối với con trai con gái của cô, để là một câu A Di Đà Phật cho tụi nó. Nếu con tôi mà tiếp nhận thì đây là báu vật vô giá, con tôi không tiếp nhận thì tùy duyên. Vì rõ ràng câu Phật hiệu này là báu vật, quý vị ơi, là báo vật 100% luôn. Một con người như những đức ngoài đời một mình lo cho mình không xong, nghề nghiệp không rõ ràng, lương bổng không được bao nhiêu, làm bữa nay ăn bữa nay ngày mai chưa biết như thế nào, chứ đừng có nói chi mà lo cho ai. Như vậy mà đi tu gặp ngay tịnh độ, niệm có một câu Phật hiệu mà bây giờ làm bao nhiêu việc như vậy. Đức Thích Ca Mâu Ni là một người cực kỳ dễ, một con người cực kỳ vui tính, một con người vô cùng hòa nhã. Quý vị đọc sơ qua lịch sử một số công đoạn thôi, người có nghĩa là Đức Thích Ca Mâu Ni mà gọi là như thế nào, cầm bình bát đi khắc thực, mà một đứa bé nhỏ hốt một nắm cát bỏ vào bình bát, mà đệ tử Đức Phật đi theo mà nhìn thấy cái cảnh tình nó chịu không nổi. Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc tôn quý, bậc thầy của chờ người, mà bây giờ con nít cầm một nắm cát bỏ vào bình bát làm sao chịu nổi. Đức Phật nói không sao, bé cầm một nắm cát trong đó có nhiều đá sỏi nhỏ nhỏ, đá sỏi nhỏ nhỏ thì lót vào cái tịnh xá của ta, còn cát kia thì đem giải vô một số vị trí gần cái chỗ của ta. Hơn 1000 năm sau thì đứa bé nhỏ này nó là người duy trì Phật pháp, hoằng trì Phật pháp, là một người làm vua ở đất nước Trung Quốc. Về sau hơn 1000 năm sau, Đức Phật đã để nhìn rõ ràng như vậy, quý vị biết. Còn khi Đức Phật đi khất thực gặp một bà già lão nghèo khổ quá, đem đồ ăn mà gọi là hư thiêu đem cúng dường cho Phật. Con nghèo khổ, một người ăn mài, đồ ăn hư, đời cũng không có phước, con muốn tu phước cùng Đức Phật. Đức Phật đưa bình bát ra tiếp nhận và dùng ngay trước mặt của một bà già lão liền. Đi tới một đoạn đường nữa gặp một con người già mai đồ mà xỏ kim không được, Đức Phật ngồi xuống xỏ kim giùm cho anh ta. Đi thêm một đoạn đường nữa thì gặp một người chăn bò, nói rằng Đức Thích Ca Mâu Ni là thái tử, nếu nói về chăn bò làm sao chăn bò được, thử hỏi ổng về cái cách chăn bò.
Thì hỏi Đức Thích Ca Mâu Ni thì Ngài nói về cái khả năng chăn bò còn hơn cái người chăn bò chuyên nghiệp. Thì qua những công đoạn này chỉ cần nhìn sơ qua thì mình biết rằng người xưa học đạo đến mức mà gọi là thông tình đạt lý, vượt qua tất cả văn tự luôn, thì mới gọi là một bậc giác ngộ thật sự trong khi học Phật. Thì khi nghe như vậy rồi mình nói ô như vậy thì nhiều người đọc sách xưa tại sao khó? Vì bị văn tự buộc, mà văn tự này buộc để cần phải mở thông, mà họ không chịu mở thông, mà họ chết trong văn tự, nên cuối cùng họ học đạo càng học càng khó, càng tu lâu thì càng khó tính. Tu lâu mà viết rồi cái mặt cứ gì nè. Hỏi sao không nhìn tới lui? Nghiêm. Cần phải trì giới trang nghiêm. Trì giới mới được. Nói chuyện với ai cũng không nhìn, đi đường cũng không nhìn giáo giác hai bên, mắt quay nghi lắm. Vậy gặp cái hầm chánh không? Gặp ổ gà chánh không? Tôi mà cũng đi vậy chứ dắt ổ gà chắc cũng chết. Thì thấy không? Họ bị một cái văn tự buộc kỳ cục như vậy. Cái cổ của mình, những đứa còn khuyên mấy bà già, tôi mua đồ cho mấy bà, tôi may đồ cho mấy bà, mấy bà lỡ chết bất đắc kỳ tử, đồ này phải để lại cho tôi. Mấy bà chịu không? Mấy bà nói con đồng ý. Mấy bà nhớ nghe, cho không được đòi nghe chưa. Làm khi mấy bà chết đi, tôi chỉ bận cho mấy bà đúng một bộ đồ nào mới mới ngon lành. Tôi lấy một cái khăn mà tôi tặng, tôi tròn cổ cho bà đẹp xong. Còn mấy bộ đồ cũ thì tôi bỏ chung tôi đốt, còn đồ mới tôi lấy lại hết để làm chi? Cho Phật tử bằng. Được không? Bà bà nói dạ được, dạ được, trời ơi thầy giúp cho con tu phước tu duyên giùm cho con mừng quá. Chứ đốt đi uổng quá, đồ còn bận được mà đi đốt chi thầy. Thấy không? Thì coi á, rõ ràng không? Nó cái gì là dùng được là phải dùng liền. Nên mình là người tu hành, đồ mình nhiều quá mình tặng cho người ta bạn. Đồ nào được được mình tặng cho người ta bạn đi. Mình không dùng nữa mình phải đưa cho người ta dùng đi thì mình có phước à. Tại sao mà nói là đây kỷ niệm? Tôi cuộc đời không có kỷ niệm. Quý vị lên phòng như Đức coi, đố mà có một cái gì kỷ niệm luôn. Quý vị lên coi phòng như Đức thì biết liền không có cái gì kỷ niệm cả. Tôi đến thế gian này không có kỷ niệm. Kỷ niệm là khổ đau, tôi không cần kỷ niệm. Tôi chỉ kỷ niệm cái gì? Kỷ niệm là niệm Phật á. Kỷ niệm là niệm Phật. Hiểu không? Niệm Phật về cực lạc mới kỷ niệm. Chứ vì sao? Vì về cực lạc rồi quý vị mới biết được chúng sanh ở đâu thăng bằng quyến thuộc ở đâu mới là kỷ niệm. Còn cái kỷ niệm giả này vừa chết đi thì gặp nhau là kẻ thù quýnh nhau rồi kỷ niệm gì? Cái kỷ niệm này không có ý nghĩa gì hết trơn á. Đức Thích Ca Mâu Ni người ta kỷ niệm là vì cái cảnh giới của người ta là cảnh giới chư Phật. Nên người ta ở đâu người ta cũng biết chúng sanh ở đâu hết trơn, đó là kỷ niệm. Còn mình là phàm phu mà cứ đặt kỷ niệm để mà mình bị dính mắc trong cái văn tự thì mình khổ rồi ha. Nên quý vị tu làm sao mà vượt qua cái kỷ niệm luôn đi. Cái kỷ niệm của chúng ta để lại cho nhau đó là gì? Câu Phật hiệu. Nên quý vị mà tặng đồ những đức thì vừa coi đẹp 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 rồi cho anh ta. Đẹp quá nên cho anh ta phước cho rồi đi. Chứ đẹp quá mà để cho anh đầu nằm cứ nhìn hoài. Đồ đẹp ghê, cái món đồ đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi xong khi mà mình chết đi á, đồ đó đẹp quá thì mình chở lại làm dáng hay là làm mọt gì mình chui vô đó. Quý vị biết Phật dạy mình là đoạn lòng tham chứ không phải chuyện đối tượng tham đâu. Bây giờ tôi không tham tiền, tôi không tham danh mà tôi tham gì? Tôi tham kinh sách được không? Tham kinh sách thì làm mọt vô kinh sách. Tham Phật Pháp thì cũng đi làm quỷ thôi à. Tham Phật Pháp cũng làm quỷ à. Phật kêu là chuyển lòng tham chứ không phải là đổi đối tượng tham. Tham vẫn là phải làm quỷ. Nhưng mà tham có thượng trung hạ tham. Thượng tham mà có thượng trung hạ. Nếu như quý vị mà đi tham của cải người ta bằng một cách hèn mọn thì quý vị làm quỷ, quỷ tồi tàn, quỷ bèo nhèo. Quỷ này mà 500 năm không có một miếng đàm để liếm. Và thường là ở đâu? Ở trong nhà vệ sinh để chờ máu mủ hôi tanh để mà ăn. Đó là gì? Đó là lòng tham tệ lậu. Hiểu không? Còn nếu như quý vị là tham kinh sách, tham kinh giáo thì làm quỷ gì? Quỷ đại ca. Được không? Quỷ đại ca. Quỷ có quỷ đại ca không? Có. Quỷ đại ca cũng có. Thí dụ như ở một cái chỗ đó, thằng miếu hay là cái nơi nào đó, quý vị nếu như thật sự quý vị có thiên nhãn thì quý vị sẽ thấy trong đó có quỷ đại ca.
bà có quỷ kế đại ca, rồi kế kế đại ca, rồi từ từ từng cấp thành quỷ sai giặc, quỷ thấp kém nhất luôn, quỷ bèo nhèo nhất luôn. Quỷ nó cũng phải có làm chức phận nữa, nên trong cảnh giới của quỷ đạo có chức phận. Quý vị coi á, ví dụ như bây giờ thổ địa đồ toàn là cảnh giới quỷ đạo chứ đâu, thổ địa thần hoàng là cảnh giới quỷ đạo chứ đâu, mà là quỷ đạo có phước. Quỷ đạo có phước, từ nơi đó được chủ ở nơi đó, được người ta cúng hương quả trong vòng quy tắc 100 năm hay là 200 năm để hưởng hương quả của người ta cúng. Nhưng mà nếu ở địa phương đó làm đúng làm đàng hoàng, còn nếu như ăn hối lộ thì trong 100 năm này nó giảm xuống còn 50 năm. Nếu mà tính rồi trong 50 năm mà phạm sai lầm thì hạ cấp quỷ này xuống, thấp xuống, cũng là quỷ hạ thấp xuống. Còn nếu như ở đó mà làm đúng làm đàng hoàng, làm lợi ích cho nhân dân, không có làm phiền người ta, thì quỷ này nâng cấp lên chức phận càng cao càng cao, và tu nhân tích đức thì vượt qua thân quỷ luôn. Đó là rõ ràng mà. Nên từ nơi đó vị biết rằng cảnh giới quỷ đạo vẫn có chức phận. Nếu như bây giờ người ta đi về đây tu mà ghinh gặp người ta lấy tiền người ta thì quỷ này bèo lắm. Quỷ này là quỷ lấy tiền tam bảo. Thôi nghĩ vậy nói hoài. Ôi cháu tay hồi ước. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúng ta được niệm Phật và nghe bài chia sẻ Phật pháp mà rất là hoan hỷ vui vẻ. Tới giờ này chúng ta ra bên ngoài để cúng tế thực. Mỗi ngày những đức thường chia sẻ Phật pháp, và khi mà cúng tế thực này, những đức cũng thường khuyên các cô khi dọn đồ cúng tế thực phải có tâm chân thành chân thật để mà mình bày biện, mình cho người ta dùng. Giống như người còn sống mà mình khi mình tặng đồ ăn đồ uống cho người ta phải có tâm cung kính, thì khi cúng tế thực cũng phải có một cái tâm như vậy. Nên tất cả sữa hay đồ ăn đều phải mình khoét một lỗ ngay chân vô cái hộp sữa. Chứ nếu như mà cúng mà để hộp sữa không khoét lỗ gì hết là người ta không có hưởng được cái hương vị đó. Nên về đây đông gì thì chư hương linh về đây rất là đông. Khi mình mời khách tặng quà là người ta rất là hoan hỷ, vui vẻ, thì người ta nghe pháp người ta mới tiếp nhận được. Nên nguyện tất cả những người sống nghe Phật pháp cũng cởi mở tâm tư, mà những người chết chưa siêu thoát nghe Phật pháp cũng nên cởi mở tâm tư và nương vào bổn nguyện Di Đà để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nguyện đem công đức của toàn thể đại chúng niệm Phật nghe pháp cúng tế thực phóng sanh này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng. Nhờ cái công đức phước duyên này mà khi chúng ta tu tập nó được cái thuận duyên, nhờ cái phước duyên mà Bồ Đề Tâm nó được kiên cố, nhờ cái phước duyên mà mình tu tiện tu, và nhờ cái phước duyên này mà quý vị đảnh lễ 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà khỏe mạnh và hoan hỷ tốt đẹp. Nên chúng ta đem công đức hồi hướng cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ, hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngạ kim tí nhờ cung từ thực biến thập phương nhất tiết Phật từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngô tình chung ngã kim tây nhự cung thử thực biến thập phương nhất tiết hộ tình công, công đức vô cập tiết ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Như đặng cô hồ chung ngã kim thi nhự cung
biển thập phương nhất thiết cô hồn không. Nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh nụ danh vô ơi, nhi vì nghiệp quá tay ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta phóng sanh chim nha. Những chú chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và nghe được pháp môn Tịnh Độ. Khi được thả ra nên ở trong ngôi Tam Bảo niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay hoan hỷ thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Quý vị nhớ tất cả những